Lễ phép con kính chào bác Tám và bác Bảy ạ. Dạ bác Tám, bác Bảy có thể chia sẻ cho con và bà con cô bác gần xa được biết là tại sao mình lại ăn chay, mà ăn chay là có lợi ích gì, và khi ăn chay xong rồi tại sao mình lại tránh thập ác và hành thập thiện. Vậy con kính mời bác Tám chia sẻ cho em cháu được biết. Đây cũng ta với thằng cháu thì mình ăn chay nó có cái lợi ích như gì? Chỉ vì mình diệt thập ác hành thập thiện thì 10 điều lành nó hiện lên. Bởi vì nhà Phật có nói mình sát giết á thì nó mang cái nghiệp, thành ra cái người đạo thì phải là qua cái đường đạo phải ăn chay. Còn nếu mà không ăn chay ăn mặn thì cái nghiệp nó còn hoài, là luân hồi nó không có được mà thoát ra khỏi cái nghiệp được. Thành ra đó, cái người tu tu thì phải ăn chay. Nếu á anh em cô bác con cháu gì cũng vậy trơn á, nếu mà mình nó bước qua đường đạo là phải dùng chay. Ăn chay không phải là thành Phật, nhưng mà muốn thành Phật phải là ăn chay. Việc thập ác hành thập thiện thì 10 điều lành nó hiện lên, thì tất cả trong gia đình mình á, thì nó được yên ổn chứ không có cái gì hết trơn. Rồi Dương Tử có gì nói Dương Tử? Cái vấn đề theo cái nhân đạo của con người, muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vãn tứ ân, nhưng trước hết phải chánh tạm nghiệp. Có nghĩa muốn làm giàu đừng có thiếu nợ. Thí dụ ông thiếu nợ ông giàu chỗ nào, thấy không? Thành thử từ đó đó người ta ăn chay để người ta tránh đi những cái hậu quả sau này, để người ta là sống thông dong thoải mái, với người ta không có chịu cái luân hồi quả báo. Còn mình ăn mặn á thì tất nhiên mình dây nợ thì sau này mình phải chịu trả thôi. Trần bông kiển thì giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm làm quấy, về thiên đàng cũng tâm mấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tại sao mình làm ác mà mình không hiểu, mình làm phải mà mình không không biết là sao, thí dụ vậy. Cho nên cái con người người ta phải học thức, đi đến cái chỗ là nhân bất học bất chi lý, nhân bất học bất chi đạo. Có nghĩa là không học thì làm sao hiểu. Nó bây giờ con nít ở đây đi, đừng có thầy giáo đi, coi nó biết chữ hay là nó dốt, thí dụ vậy, phải không? Cho nên từ đó mình phải đi vào một cái trường học, càng học nhiều chừng nào thì càng nó là giúp ích cho mình nhiều chừng đấy, vậy thôi. Bởi vì có ông ba nó có ăn học mới biết sử kinh, chữ đâu đem tới chánh minh cho mình, có làm mới có của mình, ngồi không chờ của minh tình cho ăn nó. Mình bước qua cái đường đạo phải học kinh sách, noi theo nhà Phật mình làm mới được, còn mình tu riêng mình thì không không được. Cái Bởi nhân đạo đó là trước nhất là mình phải đối xử với tổ tiên và cha mẹ của mình để mình trả cái ơn mà mình đã thọ trong muôn đời vạn kiếp. Nếu mà cái ơn này mình không trả được á thì tất nhiên nó dính hoài, nó kéo hoài tới luôn, nó kéo không bao giờ mà rời dứt. Thí dụ như bây giờ tôi không thiếu nợ có ai là đòi tôi không? Tôi thiếu nợ đây, tôi đố ông đó, ông chạy đường nào khỏi, phải không? Thì buộc ông phải dính thôi chứ không chạy đường nào khỏi. Từ bi mới hiền. Nó mình người hiền là phải nhẫn nhẫn từ bi, cái gì cũng phải có từ bi hết. Bởi vì cho nên thầy mới nói chúng sanh tầm hoạt ba tiêu, chữa quả diệm nơi tâm cho tắc. Ba tiêu là cái gì? Là ba, phải không? Thứ nhất là khoan dung, thấy không? Thứ nhì á thì nhẫn nhục, thứ ba là từ bi hỷ xả. Bởi cho nên thầy nói chúng sanh nó tầm tầm hoạt ba tiêu mà ba như vậy, phải từ bi hỷ xả vô ngã vị tha như vậy, đó là mình mới đúng là người cái người đạo. Còn nếu mà mình không có cái từ bi hỷ xả là có rồi, cũng như người đời cũng như chúng sanh vậy thôi. Cái người đức á, mới là người trí theo Phật giáo á, sau này cao quý. Thí dụ như bây giờ mình suy nghĩ nó đúng như vậy đó, bởi vì ở trong xóm này nè người ta thương người hiền, người ta thương người hung. Cái người hiền thì người ta phải trọng rồi, còn người hung quá thốt. Như vậy mà không chịu làm hiền, tôi làm hung mà không chịu làm hiền là lý do người ta thiếu học thức chứ không có gì. Rồi khi cái thân mạng này bỏ đi rồi nó tiếc nuối, oan uổng.
mình làm người nhưng mà rồi mình không có đền đáp ha, hoặc cùng không có giúp gì được ai ai hết trơn, thành thử ra mình còn báo người ta nữa, phải không? Từ đó tiếc nuối, nhưng mà nó đã qua rồi, muốn trở lại cái thân khác hả, muôn đời vạn kiếp không có bao giờ được, tại vì nó luân chuyển ở trong ba cõi và sáu đường, chứ đâu phải là nó như không, mình chết là thành người, mình chết cái trở lại con người, không phải đâu. Tất cả là vạn vật cũng là người. Bởi vậy Đức Phật Thích Ca ngài nói đó, tất cả chúng sanh đều có như ta, bị vô minh mới vọng tưởng giải tà, nên quay lộn với ta bà khỏi khổ, lòng thương chúng quyết phương tịnh độ, tỉnh rất nhiều tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên bà ma quỷ xuất sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Tín nguyện hạnh là cái con người ta có cái lòng tin, có nghĩa là tin ông đó nói thật, làm thật, thì tất nhiên ông đó thành đạt. Còn đó, nói cái ông đó ông gạt mình rồi rồi đi ra địa cái pháp đó, địa cái pháp đó là pháp thượng thừa đó. Ai mà chứ không phải thượng thừa, ai cũng làm được. Yeah. Pháp thượng thừa đó, chứ không phải nói tôi làm được. Đây nè ông bà, ông nói tất cả chúng sanh ai cũng là có cái thân mạng, con chim, con gà, con vịt, con nào nó cũng sợ, nó bỏ cái thân mạng nó tiếc, thành thử nó gặp mình nó sợ, nó chạy, nó là nó tiếc cái thân mạng của nó. Cũng như mình đây vậy, mình gặp cái chỗ nào nguy hiểm quá là mình trốn chạy, còn nó cũng vậy chứ nó có khác gì mình đâu. Thành thử ra từ đó đó, cái con người có cái trí thức á ha, là người ta thương hết tất cả là vạn vật, muôn loài vạn vật, thành thử từ đó người ta mới ăn chay. Yeah. Bố thí trì chay giữ giới mà Phật đạo trao dồi tâm tánh lại, giác thiền chuyên chở lúc trang qua, trang qua dân chúng chớ buồn lo, Phật tích đức chờ ta trốn hẹn hò. Mà họ hẹn Phật tiên hiệp một ngày thế giới hết bi ai, trung ương tam cõi đều hòa mát. Ta mới thảnh thơi chở rốt hài muốn chở phải làm sao? Đạo đức thâm sâu hãy bước vào, sớm chiều lo liệu rèn tâm trí, niệm tưởng Phật trời thở tao. Đúng nghĩa là mình phải đi vào, đi sâu vào một cái tình tiết của Phật Pháp, ở trong thân mình không có xấu, thì tất nhiên nó có tốt. Nó quan trọng con à, cái, hoài, ông Phật không chọn chỉ người trung với người hiếu thôi. Như quan thượng đẳng đại thần đó, thuộc gì là hiếu thượng thừa đó. Còn mình ở đây ăn chay, mình tu cái pháp tại gia đây, chỉ là mượn thừa đó, để gì chọn người trung người hiếu. Còn mình đây á, mình ăn chay, mình cũng làm rồi lo cúng lại nuôi cha mẹ, đó là mới có trung thừa thôi. Bởi vì thầy nói mà ở chòm sớm đừng cho nhơ bận, gắng giữ gìn không quá nước nhà, câu tam tùng bọn gái nước ta, chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vẹn. Rồi bây giờ đó, mình đã làm người, một người đàn bà cũng vậy, mà một người đàn ông cũng vậy, chữ hiếu nghĩa trẻ trai cho vẹn là mình lo tu hành cúng lại, đền ơn đáp nghĩa cái tổ tiên ông bà cha mẹ mình bị gì á. Thầy nói nó phụ mẫu thâm ăn vô lượng kiếp, mình trả vô lượng kiếp, chứ không phải nó trả một kiếp hai kiếp mà đủ đâu. Không có cái gì mà qua bằng cái sự cúng lại hết trơn. Nó làm hiền lành hơn tụng hải tưởng Phật hay hơn ngó ghé. Đã chánh đạo còn thêm sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, vẹn mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Nếu làm đám được về cực lạc thì giàu sáng được chọn hai bể, ý tứ quyền làm ác hay hệ, khi bỏ xác nhiều tiền lo lót. Bây giờ mình đã chánh đạo rồi thì cái sức khỏe mình nó có đầy đủ rồi, thì mình để lo cúng lại đền ơn đáp nghĩa cái tổ tiên ông bà mình. Cái đường đạo đó ta nói con cháu mày nghe đó, cái mười liều thập ác nó quan trọng với hành cái bắt chánh. Yeah. Không? Mười điều thập ác nội cái ác thứ tư thôi, ác giọng ngữ thứ tư cũng cấm ha, nói thêm thừa quyển hoặc đủ điều. Không? Ghét người thì kiếm chuyện dệt theo, thương thì diện rẻ thấp cao bào chữa. Phải cho nên á, phải nói phải cẩn ngôn cẩn hạnh từ cái lời ăn tiếng nói. Tu tánh hạnh cầu an bá tánh, ông ba nói mà tu đắp đường tỉnh thủy tai ương, tu biết thương mấy giống thực thiệt cha trường, tu thăm cổ tu đường địa ngục, tu cần kiểm gia đường phú túc, mà tu ghét ghen thì tu chút cũng cộng. Nếu tu mà ghét người ta tu chúc cho người ta, tu hiếu nghĩa mới bao trùm tiên thánh. Tu hiếu nghĩa là mình do cái sự mình thành tâm cầu nguyện nè,
mình mới bao trùm được. Cái chuyện xưa đi, hồi xưa đó, à, ông Lạc ông Quân bà OK ở với nhau sanh 100 trứng đó, 50 người nam, 50 người nữ đó. Bây giờ bởi vì kim cổ ông ba nói á, sông thì cạn, biển thì sâu, biết 100 thứ cá biết đâu quá rồng phải không? Thì 100 trứng này, 50 người nam, 50 người nữ, nếu mà làm ác thì cũng trở về là 100 thứ cá. Đó, rồi 100 thứ thú, rồi 100 thứ cây, chứ không có được 101, phải không? Bởi vì sanh có 100 người hả, thì làm ác thì nó ra 100 thú, 100 thứ cá, 100 thứ cây, gọi là 100 thứ thú, chứ không có 101. Bởi vì cho nên cái người ăn chay á, người ta coi trong cái giáo lý rồi đó, mình có biết là trong cái tổ tiên ông bà mình cũng làm ác, có chở gì thú hay không. Rồi nếu mà mình còn cắt cổ lột da chiên xào nấu nướng á, thì sợ ăn làm mỡ lộn, thành ra nếu người ta qua cái đường đạo, người ta sợ như vậy là người ta qua cái đường chay liền, đâu có tránh khẩu đâu. Thì thành con chó, con mèo, con gà, con vịt rồi đó, trong cái mà thay xanh quá xanh nõn xanh thấp xanh đó. Thì ví dụ như bây giờ con chó nè, nó trong bầu thai nè, thấy không? Con chuột mà thấy con cháu mà thấy con chuột nó nhỏ vậy chứ nó cũng như con trâu con bò vậy đó, nó cũng ở trong bầu thai đó. Rồi là con mèo, thấy không? Con heo, con bò, con chó là nó trong bầu thai, nó chỉ tu một kiếp một, bị làm ác nó trở gì đó, rồi nó tu trở lại một kiếp một là nó đầu thai lên thành người. Còn như con gà, con vịt đó là thấp xanh, nó còn một thời gian bao nhiêu kiếp nữa nó tu nó mới trở lên người đó. Rồi cái thấp xanh là như con cá, con rùa đồ, nó ở dưới nước nó sanh trứng rồi nó mới thời gian đó nó mới nở ra, đó là tu nhiều tiền kiếp. Còn cái quá xanh như con mò, con sâu đồ, bởi cho nên là cái con heo, con mèo, con chó đồ đó ha, là mình giết nó tội lỗi dữ lắm, thành ra người ta bước qua cái đường đạo rồi là tăng ngưng lại vì cái chuyện đó liền. Thì nãy giờ bác Tám cũng chia sẻ là mình cái lợi ích của ăn chay, rồi khi ăn chay xong rồi đó, thì mình diệt trừ thập ác. Bây giờ đã diệt trừ thập ác xong thì nó sẽ thành thập thiện, vì ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp. Vậy bác Sáu có thể chia sẻ cho em cháu được biết. Nói gì đây? Cái ác trừ xong á thì nó đứng vào cái dạng Bồ Tát rồi. Dạ. Yeah. Còn nếu mà cư trần bất nhiễm á là thánh. Mà tiên á, rất nhiều người tiên cảnh lên rồi. Nó trong cái chân lý hiện giờ đang học đó là nó chia ra ba mối đạo: Phật, tiên, thánh. Ba ngôi dựng tạo đó là có nghĩa là mình thấy người ta nói cái chuyện mà hơi yếu đó là mình biết cái ông đó là ông đứng vào cái vực đó là phàm nhân. Bởi vì ông còn đi trong cái nhân đạo á, ông chỉ thành tiên thôi. Ông bỏ cái kiếp con người này thì ông chuyển qua tiên. Còn cư trần bất nhiễm là thánh. Nếu ở thế gian này người ta không nhiễm phàm á, thì tất nhiên người ta thánh á. Thánh ở tại phàm luôn. Thánh ở tại cái gì? Người ta đi tu trong chùa đó là thánh hiền không đó. Muốn về thần á, dầu á, không siêu cũng đặng về thần mà nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Nhưng mà mình làm á, phải hành trì cho nó được. Chứ hai chữ đó nó cũng khó lắm, thấy không? Như quan thượng đẳng đại thần đó. Còn muốn về tiên á, thì phước nhiều tiên cảnh lên gà thì mình có đồng tiền để bố thí ra, chứ đừng chắc chữ. Bị gì thầy nói á, tiền ma gạo quỷ, đừng nên chắc chữ, cũng sao cũng tiêu theo lực của trời. Đó là mình đó, bố thí ra, mình xả thân tầm đạo vô vi đó, thì mới được là về tiên, thấy không? Còn á, cư trần bất nhiễm là người thánh lẫn tục, đừng mê chứng bậc hiền. Đó là mình không mê, không tham nhũng cái gì hết trơn luôn. Tất cả ở thế gian này thì mình mới được là thánh hiền. Còn á, mình muốn về Phật thì á, là mình làm cho nó đúng đi. Làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật, khẩu chứ. Mình niệm sáu chữ Di Đà mà mình cứ đập đầu cắt cổ mổ bụng chiên xào nấu nướng hoài rồi làm sao mình về Phật được đâu. Yeah. Phải không? Phải không? Thì nó cũng rất dễ, nhưng mà hành nó khó lắm cháu ơi, thấy không? Cái mức độ mà hành Phật đó không là dễ nha. Ví dụ như mình tu 60 năm, 70 năm là mình rần mãn bỏ cái thân mạng mình rồi đó nha. Nhưng mà mình liếng là trần cái là bỏ hết trơn luôn. Chứ không phải mà nói chuyện dễ đâu. Ví dụ như bây giờ hồi nào tới giờ làm thiện 40, 50 năm
60 năm mà mình bây giờ mình chỉ giết con kiến thôi, rồi mình trở lại trần gian bình thường. Mấy khi bá nhẫn dỗ quên, trăm năm đã lợi, hư nên nhà trời đó. Có nghĩa là ông này ông ngồi thiền 100 năm là ông bá nhẫn, ông thiền cả 100 năm rồi đó. Nhưng mà Phật bà nó xuống thử lòng ổng đó, là đem mấy con chim mà đẻ trên đầu ông thôi, à, chữ ổng là ổng chặn quá là ổng cầm chim thôi, và trở lại là thành người bình thường, không có được gì hết đó. Mà ngồi thiền không là 100 năm đó. Chim kêu là ổng biết rồi đó, ổng nghe tiếng biết rồi. Nói chuyện chơi với đơn đơn đâu. Những cái câu là quý nhất ở trong những cái pháp giới hiện tại, trong cái đường tu đó, nhờ sáu chữ Di Đà đó, pháp môn tịnh độ đó, cái pháp môn tịnh độ đó là nó quý nhất. Bởi vì Đức Phật ngài nói như thế này nè: đó ráng tầm đường đến cảnh tiên, thú vui phong nguyệt lắm ưu phiền, lòng phàm rửa sạch niềm nhân ngã, phước Phật trao dồi kết thiện duyên, thiện duyên ấy cũng tại nơi ta, rồi hộ niệm quay linh Đức Phật Đà, đi đứng nằm ngồi y chánh pháp, thầy nguyền dắt đến cõi Long Hoa. Đó, bây giờ nếu mình làm y như vậy thì sau này mình giữ là hội Long Hoa là chắc cứu rồi. Còn nếu mình không làm y như vậy thì khó mong mà chứ. Tại vì trong đó mình còn phạm dễ gì. Bởi thầy nói trong bá gia nhiều ít lòng trai phải giữ trọn trong nền Phật Pháp, nhìn giới cấm sửa tâm ô tạp, niệm Phật thì phải dẹp lòng ta, nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dầu làm lụng cũng là trì trí. Cũng vừa để phát biểu qua vấn đề đạo đức Phật Pháp thì thôi cũng chúc cho cô bác anh chị em và con cháu được là khang trang tịnh thượng, cho mạnh giỏi để qua cái đường đạo cho nó lâu dài. Thì đây là đây bên Kim Cổ ông Ba thì nói ra về dạ lại thoát xa, cảm ơn người đức dí bằng Thái Sơn, nghĩ mình cho chọn nghĩa nhân, dầu ai mua bán chắc hờn mặt ai, đêm ngày tưởng niệm Như Lai, lòng ta dốt quyết hoài hoài đừng quên, hỡi người niệm Phật cho bền, mai sau cũng đặng gần bên Phật thầy. Thì cô bác anh em gần xa thì cũng nhớ lời cái câu đó, để mà mình niệm Phật đặng mình giữ cái bản thân mình cho nó tròn vẹn như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ thì con cũng mà nghe bác Tám và bác Bảy chia sẻ về Phật Pháp, về lợi ích của ăn chay và hành thập ác, và trừ thập ác và hành thập thiện. Vậy con cũng cảm ơn bác Tám và bác Bảy. Con cũng cầu chúc cho bác Tám và bác Bảy mạnh khỏe và bình an, và tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật.